mà chạy vô xuôi các bạn nhìn cái kinh khủng luôn. Ở đây chiếc 4445 nha các bạn. Còn bên đây là chiếc 6170. Rồi cái cao ghê à. Quá. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở bên Long Hòa, Dầu Tiếng Bình Dương. Ở đây có đám mía nó bị cháy mà điều đám mía này cũng nhỏ các bạn. Tính ra nó còn cái này cỡ bao nhiêu mẫu anh? 3 mẫu không? À hơn mẫu ha. Ờ bên kia cháy ngọn lửa quá lớn lên luôn. Cái này kiểu ai đốt rác các bạn. Đầu nó cháy lan ha, nó cháy lan từ cái đất bên kia cháy vòng qua đây ha. Bây giờ anh em cũng thủ xe ở đây để mà đừng cho nó cháy lan qua cái đám bên đây thôi. Đừng cho cháy lan qua nha các bạn. Nhưng mà cái cặp mé này là nó cháy xong hết rồi. Nên là ok các bạn. Cặp mé nó cháy xong hết rồi là không thể nào nó lan qua đây được. Giờ chứ còn nó còn nằm phía trong chứ giữa không à. Thì cái này trước sau về thu hoạch anh em cũng đốt lá các bạn. Thu hoạch cũng đốt lá ha. Nên nó là sẵn là cho nó cháy luôn. Đây còn cũng hơn mẫu. Đều cháy này cháy dấu ngược nha. Cháy dấu ngược nó cháy lâu nha. Cháy lâu mới xong. Có trong kia. Trong kia nó đang cháy ngọn lửa lên lớn ghê. Cái này mà cháy vô xuôi các bạn nhìn cái kinh khủng luôn. Ở đây chiếc 4445 nha các bạn. Còn bên đây là chiếc 6170. Nó bằng 70 nha. Còn bên kia một chiếc đây là chiếc 3080 nè, 3080. Đang cài cái đường ngoài ha, đừng cho nó cháy lan ra bên kia. Ồ, con này cháy lớn nè. Cháy ngọn lửa lớn như vậy các bạn. Thì cái chỗ nào ủ nó dày với ủ nhiều quá, nơi cái vỏ lá phía nó nhiều quá thì nó sẽ cháy ngọn lửa nó lớn hơn ha. Ở ngoài đây thì mía thu hoạch rồi, nó cháy cũng không sao các bạn. Trước sau cũng đốt ha. Giờ bụi không biết sao, vô quay hai chiếc này cho các bạn xem. Bụi gió dữ dằn. Mấy chị mén khói về đây nè các bạn, mà nó vẫn bay ha, nó vẫn bay nó lạng vô nó kiếm ăn. Nó không sợ khói. Nó không sợ khói, nó bay vô luôn à. Ồ chỗ đó cháy nó bùng bùng lên tiếp rồi nè. Đó. Đó cháy cao ghê à. Quá. Wow. Có một phần chỗ đó nó hơi dày á. Con mình ra, con mình nó cháy. Thôi có chút chỗ này nó xong rồi. Mấy con én gì mà nó không sợ luôn ha. Nó vẫn kiếm đồ ăn. Cái chỗ nào nè mía nó dày với lá ủ nó nhiều ha. Lá ủ nó nhiều thì nó cháy hơi lớn. Ủa chiếc này là bao nhiêu mã lực anh? Trên trăm không? À chín mấy hả? Bốn mấy hả? bốn năm hả các bạn, bốn máy nha. Vỏ trước là 12.428 ha. Bốn máy heo nằm luôn nha.
Gói sau là BKT 16.938. Đây nè anh em, chở nước nè, chở nước để thủ ha. Cháy qua hình trong này là hết rồi, cháy úi xìu rồi. Ủa xe này ai chạy, anh chạy hả? Hả? Anh chạy trên này hả? Hồi nãy em thấy anh chạy ra. Chạy ra lúc anh chạy về á. Cái em nói thôi để chút xíu quay lại đi, có gì chiều Lâm bừa quay chơi. À, thì nãy thấy, nãy anh ra xong rồi còn lên chiếc á. Giờ là 18 chảo hả nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 16, 20 chảo hả các bạn? Đặt bừa 20 chảo. 15.438 luôn nè. 15.438 nha. Rồi cháy ra ngoài ha. Chiếc này thì ba lần mình quay có quay xe nhóc của y về đó các bạn. Chiếc này thì 107 HP hay gì đó. Máy sẵn sàng. Để coi vỏ trước nó là 14 các bạn, 14.928 ha. 14.928, còn bên kia là 12.428. Cái nó lớn hơn bên kia nhiều, 14.9 thôi. Tự nhiên cái đầu ai đốt rác đó các bạn, nó bị cháy ha. Bây giờ là canh me đừng cho nó qua ba đám bên đây nè. Ba đám bên đây là cháy, là cháy cái kinh khủng lắm. Tại vì lá mía nó nhiều với nó dày á. Cầu khá đẹp các bạn ơi. Giờ chắc đi về ha. Về quá. Bừa 20 chảo. Nó có hai cái bơm trợ lực ha. Trời bá lửa luôn. Nó 6 cổng thủy lực các bạn, 6 cổng thủy lực luôn nha. Chiếc này bên đây 3 cổng nè. Chiếc này chạy đi. Hồi nãy nó cháy, mình đứng từ chiếc máy cày đó các bạn. Từ chiếc máy cày ha. Mình chiếc máy cày đây nè. Thì cháy vòng qua bên đây ha. Mía này 53 thì cũng hơi xấu nha các bạn. Là 53, 52 đây. Chỉ có 52 quá. Tại vì còn một năm nữa vậy á. Tại nãy nghe mà anh nói thì chặt xong thì cũng đốt quá các bạn. Nó là đốt cho nó cháy bả lá ủ á. Mà chắc lẽ nó còn năm nữa quá. Các bạn thấy không, cháy dòng nó đâu có đẩy được hả? Đây có cái hố rác nè. Có khi nào là hố rác này cháy lên không? Đây hố rác nè, đều hố rác này sao? Là có cái hố rác đó hơi nguy hiểm nha. À giờ cháy đâu nãy giờ luôn rồi. Cháy cũng hơi lâu luôn á về. Bên đây cháy ngày nào rồi, chặt bên đây nữa nè. Vậy là cháy rồi gấp rồi, xong giờ cháy nữa.
này qua đây bừa nè, bừa đừng cho cháy lan qua đây nè. Ở đây là bên đây đang chặt nè các bạn, chặt bên đây nè. Đây đang chặt đang gấp ha. Đang chặt đang gấp bên đây, hồi nãy xe gấp là bỏ chạy về, bỏ chạy luôn á. Đây là chiếc 3080 nè các bạn. 3080 ha. Thì coi chiếc này bao lần bao nhiêu mới là em quên rồi nè. 3080 chắc nó cũng không tới 100 nữa ha. Này 100 hơn chứ. 100 hơn ha. Tại chiếc 30 như 3095. 3095 thì nó cũng hình như 105 thôi vậy. Lâu quá giờ phải tra lại mới nhớ. Chỗ sau nó Otani luôn nè các bạn. 38 luôn nha. 18.438 luôn. Nó bằng với cái vỏ của chiếc 6170 luôn nha. Đây, lầm 4 chảo ha. Chảo đại luôn. Chảo đại luôn hả anh? Chảo đại. Rồi. À, 7 tấc 2. Vàng này còn mới quá ha. Mới lấy mà. Mới lấy hả? Mới lấy chạy vụ này vụ thứ 2. Hết sát chảo rồi. Dạ, hết sát chảo, vụ này chạy sát thứ 2 ha. Ờ, đó, thay sát thứ 2 luôn rồi. Giờ là chạy cắt xung quanh hết rồi các bạn. Cắt xung quanh hết rồi ha. Nhưng mà cái này là cái lá này vài bữa mình cũng đốt đúng không anh? Đúng rồi, cái lá cũng đốt rồi. Cắt ngang đây còn mía kia kìa. Dạ đúng rồi. Cái mía mình chưa gấp mà. Chưa gấp mới đứng còn để lan qua cái luôn. Dạ. Cái này giờ nào mà gấp xong hết các bạn, mình cũng đốt ha. Tại cái lá này là cái lá ủ mình chặt tay á. Chứ còn máy chặt thì mình không cần. Này chặt tay nên là mình phải ấy ha. Phải đốt. Đốt rồi về mía lên đã hơn. Chơi hai cái bình thôi. Hai bình lấy ghê lấy rồi lấy hai bình nhỏ câu lại xài. Dạ, này là heo đứng nữa các bạn. Heo đứng. Ủa heo đứng với heo nằm hình như là cái này heo đứng nó mạnh hơn hay sao anh? Cũng không rành nữa. Nói chung là mình cũng không rành gì máy móc. Dạ. Cái đứng nằm thì nó cũng có khác gì đâu, nó khác dạ. Đi với test thôi. Dù cho nó trên lạp 5 mã lực đi nữa cũng không biết đâu. Không biết đâu. Không nhận ra đâu. Ừ. Dạ. Không cảm nhận được. Dạ. Chiếc này đó có cửa có bọng gì hết, giờ tháo hết rồi. Lạnh luôn rồi, banh hết rồi, tháo hết rồi. Chiếc này đó lấy với Hùng Phát. Hùng Phát với Bình Lức. Bình Lức chạy lên chút chạy về ngược về hướng ngã ba Mỹ Yên. Rồi giờ xong rồi, cháy hết cái đó là xong rồi. Chị là bữa nay làm hết nghỉ trưa luôn rồi. Ủa vậy hồi nãy là anh là chạy qua đây luôn chứ đâu có chạy gì trời nghỉ hả? Trời ơi, vậy là nãy em chạy qua chắc không bao lâu đã cháy luôn á ta. Ừ, cháy rồi, thấy nó chạy qua chặn đầu dưới á. Tại hồi nãy lúc em đi lên á là chiếc đó là chạy lên luôn rồi, lên lộ vừa chạy tới khoảng chừng 50 mét đó làm vừa qua mặt á. Là lúc đó đó. Vậy là lúc đó là chắc bắt đầu cũng cháy luôn rồi. Nhưng mà mình không để ý á. Hay với các bạn, tại vì cái xác chứ này nó bự lắm các bạn ơi. Bây giờ xe của ông Hải trên Tân Biên á, cái xác nó là cũng là 3395 á. 3095 á. Xác này nó xác nó to bự. Hay là 3080 nè. Máy xe gấp đang gấp. Xe gấp đang gấp với xe tải, hai chiếc xe tải đang ấy nữa. Sao mà bỏ chạy hết luôn ha. Nè, đào cài lâm ha. Dàn 4 chảo mấy này nè, chạy qua chạy lại nè. Cái này không bao giờ cháy qua được ha. Đây chiếc 6170 nè. 6170 xe này còn rất đẹp nha các bạn. Không biết là mua. Ủa anh, chiếc này lấy bao lâu rồi anh? Gần năm hả?
À, chiếc 6170 này là thấy chỉ bên thằng nhóc bên Phước Ninh, bên Duy Minh Châu, Phước Minh chứ. Của thằng Duy, của thằng Duy Nguyễn Phán á. Trời ơi, mới bắt hỏi mình như anh đáng đi nữa rồi. À, này mua Long An luôn hả? Vậy là chiếc nào lấy gần 1.5 rồi. Này ba bông cỏ quá trời ha. Này là máy lạnh còn đầy đủ hết rồi. Mới gắn hai cái đèn nữa ha. Mấy cái đèn cũ của nó còn cháy không? Cháy mà tối cắt hết rồi. À. Tối quá cắt bỏ là mình chơi bóng mới được cho nói. Bạn thấy nhìn nhìn cái xác nó nặng đi, nặng xác ghê lắm nha. Rồi anh chạy đâu thôi các bạn, nó chạy ngược lại ha, chạy vòng vô cái đám mía cháy lại quá, anh đi nó bị rớt rớt cục tạ đó, mà không biết xe nào rớt, để anh chạy vòng vòng anh đi kiếm lại. Chiếc 6170 thì nó 107 HP ha các bạn, dung tích động cơ nó vẫn là 6.0 lít 6 máy ha, ở bê tông nó vẫn là 100 nha các bạn, bê tông nó 100 nhân 127 ha. Tua nó 2.2 nha các bạn, cho ra công suất là 107 HP nha. Đây nó cháy giáp mí nè, cháy giáp mí nha, đây ra tới lộ rồi. Thì cháy đó là xong đó các bạn, là xong hết đám này ha, cũng hơn mẫu vậy ha. Rồi thì video kết thúc đây các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Mấy anh giờ đem xe gấp vô chỗ bẻ me ăn luôn rồi. Giờ chờ đợi ha, chờ đợi cháy xong rồi đầu vô gấp lên nha các bạn, chứ còn lửa than này vô cũng ớn ha. Cũng cho nó tàn chút xíu để khói bụi không á. Với xe mình khi có chất dầu các bạn cũng hạn chế nha. Anh đang chạy kiếm tạ vậy nè. Rồi mí đó hết rồi, mí đó chú ý mình chặn đừng cho nó chạy ra cái đám mà mình đang gấp thôi. Rồi, chào các bạn nha, hẹn lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Rồi bye bye các bạn.